Bây giờ đang trên đường đi ăn tối. Ba mới đi làm về khỏe không? Rất là khỏe. Bây giờ cả nhà đang trên đường đi ăn tối. Giờ đi ăn tối, chắc là ăn hamburger. Hello. Hungry? Yeah. What are you going to eat? Cheeseburger. Let me see what cheeseburger. Daddy going to order some food. Dance. Dance. Hello, we eat dinner at Jack in the Box. What you eat today? Cheeseburger. What do you think what daddy eat? Chicken sandwich. Ba đang đi lấy nước. Go back, hello. Yeah, there's water there. Press it again. Go ahead. Press it down. That's good enough. Hai ba con đang ăn gì đó? French fry. What are you eating, Tyler? Very good stuff here. Oh my god. Nước sốt của nó hả? Yeah, sweet and sour sauce. Go ahead, eat. Which one you don't eat, you take it out. Take it out. Có ba ăn ngon quá. Very good, man. Để mình coi em ăn món gì đây. What are you eating? Cái này gà. Chicken nugget. Gà nhỏ nhỏ này nè, nó giòn giòn. Mở dùm cái sốt này ra. There's a sauce already. Mở cái ranch nữa. One ranch? There's a ranch. Okay. How's the food? Very good.
You want some ranch? No. Look at that, right? Let me take a bite. Awesome. Look at Ngon quá chịu không nổi hả? Không chịu nổi. Let's see who eat faster, Daddy or Tyler? No. Tyler, what do you think, who eat faster? Ok, để em ăn thử cái này. Chicken nugget. Mời cả nhà dùng bữa tối nhé. How is it? Good. Can you finish that? Huh? Yes. You want to share with mommy? I want to share. Okay. Okay. How's your food, Daddy? Thì cũng vậy thôi, cũng ngon. Ăn hết cái này bao nhiêu? 13 đô. 13 đô? Cũng mà cũng mà cái món nó món gì vậy? Cái này là taco. Taco. Taco, okay. Look at giòn lắm, giòn lắm à. Yeah. Now, that's what a taco is supposed to be. Bây giờ tới phiên mình ăn. Gà. Gà chiến. Nó giòn, nó mềm. Nó không có khô. Rất là ngon. Phải. Còn cũng nhiều nữa nè. Ăn cái nữa nè. Cái này nó to à. Are you almost done, boy? Okay. Wow. Ăn rất là nhanh. Here, cái sauce là cái sauce là cái hamburger. Take a bite, big bite. Ngon không? Ngon. Cái đó hơi to quá hả? Đây là SMO sauce. Look at that sauce. What are you eating now, boy? What do you eat now? Taco? Taco. Taco. And then onion rings, olive fries, and French chicken.
Thấy ba ngon quá. You're good, man. Look at this. Last bite. Yeah, the 450 we go. Thank you. That's a great hamburger, huh? Ăn hamburger bự quá ăn hết. Bữa nay nguyên gia đình ăn rất là ngon. Can I tell us? Is it good? Do you enjoy it? Ăn no nè xong. No nay xong rồi, bây giờ đi về thôi. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe ha. Ăn no nay xong rồi, bây giờ đi về.